Liệu ai sẽ là người bị cuốn vào? Hoàng hậu ơi, hoàng hậu, hoàng hậu ơi, hoàng hậu, xin hoàng hậu khai ân tha cho thần thiếp bị hoan. Hoàng hậu ơi, thần thiếp bị hoan. Hoàng hậu, hoàng hậu, tuân lệnh. Hoàng hậu, hoàng hậu tha cho thần thiếp. Hoàng hậu ơi, hoàng hậu, xin hoàng hậu khai ân tha cho Lan Phi một con đường sống. Ngươi cũng muốn chết? Lan Phi, mời. Ta không muốn. Người sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Tỷ à, sau cái chết của Lan Phi, thần thiếp rất là lo sợ. Hoàng hậu quả thật rất đáng sợ. Vậy mà từ trước tới giờ tôi cứ nghĩ hoàng hậu là người đức cao vọng trọng. Tất cả chỉ là vỏ bọc của hoàng hậu mà thôi. Tuệ Phi, cuối cùng thì trong hoàng cung này cũng chỉ có ta và Tuệ Phi là thật lòng thật dạ với nhau. Thật sự thì thần thiếp chỉ mong muốn ở trong hậu cung mình tất cả các phi tần hòa thuận với nhau, không có tranh đấu, không có đấu đá gì với nhau hết. Kìa Tuệ Phi, lúc nào Tuệ Phi cũng suy nghĩ thánh thiện như vậy sao? Mai tỷ quá khen. Hoàng hậu gia đâu? Thần thiếp tham kiến hoàng hậu. Bổn cung miễn lễ. Mai quý phi, Tuệ phi hay bình thân? Ta hoàng hậu. Sáng nay bổn cung không thấy Mai quý phi và Tuệ phi đến thỉnh an bổn cung, trong lòng cảm thấy lo lắng, cho nên bổn cung đích thân đến đây xem tình hình của hai ngươi thế nào. Dạ bẩm hoàng hậu, thần thiếp sáng nay bị cảm mạo, cho nên thần thiếp không dám thỉnh an hoàng hậu. Thần thiếp sợ hoàng hậu bị lây bệnh. Thì ra Tuệ phi bị cảm mạo, còn Mai quý phi ngươi cũng cảm mạo. Dạ bẩm hoàng hậu, thần thiếp không bị gì hết, chỉ là thần thiếp nghe Thái Công Công nói lại là Tuệ phi bị cảm mạo, cho nên thần thiếp ghé thăm. Ở hậu cung này hiếm có tỷ muội nào tốt được như hai ngươi, bổn cung cảm thấy cũng an lòng. Thì ra trong mắt của Mai quý phi, Tuệ phi quan trọng hơn bổn cung. Dạ thần thiếp không dám, thưa hoàng hậu. Lã Công Công, Mai quý phi thứ lỗi cho nô tài. Hoàng hậu,
ngươi còn không biết tội của ngươi. Mai Quý Phi, mặc dù bổn cung biết ngươi và vị tướng quân kia từng là thanh mai trúc mã với nhau, bây giờ không còn quan hệ gì nữa, nhưng nếu như mà bổn cung muốn hại ngươi thì bấy nhiêu bằng chứng nó đủ ghép tội ngươi rồi. Xin hoàng hậu tha tội, thần thiếp sẽ cố gắng cẩn trọng hơn, thần thiếp sẽ không bao giờ gặp vị tướng quân đó nữa, xin hoàng hậu tha tội. Mai Quý Phi nên giữ lời của mình. Đứng lên đi. Tạ hoàng hậu. Tuệ Phi, ta mong muội đừng nói cho ai biết, ta sợ tới tai của hoàng thượng. Mai tỷ à, chúng ta là hảo muội mà, muội sẽ không bao giờ nói chuyện này cho bất cứ người nào trong cung biết hết. Nếu như mà được như Tuệ Phi nói thì hay quá. Mai Quý Phi. Dạ. Tát Tuệ Phi cho ta. Nhanh. Hoàng hậu. Tát hay để lã công công tát? Hoàng hậu, Tuệ Phi, Tuệ Phi, Tuệ Phi. Mai tỷ, có chuyện gì vậy? Ta có chuyện vui muốn nói cho Tuệ Phi biết. Chuyện gì vậy Mai tỷ? Đêm nay hoàng thượng sẽ thị tẩm tại cung của ta. Chúc mừng Mai tỷ nha, chúc mừng Mai tỷ. Tuệ Phi cũng biết rồi đó, cũng một thời gian dài rồi hoàng thượng có ngó ngàng gì tới ta đâu. Đúng là ông trời không phụ người có lòng. Tiểu Ngọc, mau đi chuẩn bị rượu thịt cho ta. Đi đi. Tỷ tỷ, hôm nay muội phải ăn mừng với tỷ mới được. Lại đây Tiểu Ngọc. Tỷ, muội mời tỷ một chút nè. Mời muội. Đi. À, đúng là tâm trạng tốt uống rượu cũng ngon hơn. Nôn nóng quá đi nè. Muội rất là mừng cho tỷ á. Cảm ơn muội. Tỷ sao nhở? Vui quá. Tỷ à, tỷ ngủ hả? Tối nay hoàng thượng tới thăm tỷ đó, cho tỷ ngủ tới sáng mai để xem hoàng thượng thị tẩm tỷ như thế nào. Thì ra là do ngươi, ta ngủ quên là do ngươi. Uổng công cái ta coi ngươi là tỷ muội tốt. Hoàng hậu, hoàng hậu tha tội, hoàng hậu tha tội cho thần thiếp. Mai phi, mai tỷ, ta cũng là phần nữ nhi, ta cũng tâm đố kỵ, cứ ganh ghét mà. Đố kỵ? Thân phận của ngươi là gì mà ngươi muốn đố kỵ với ta? Hả? Thôi, hôm nay bổn cung nói ra những chuyện này là để cho các ngươi biết những hành động của các ngươi không qua mắt được bổn cung, cho nên các ngươi hãy an phận
đừng mang họa sát thân. Lã công công, hồi cung. Hoàng hậu, hồi cung. Lã công công. Dạ. Gần xong chưa? Quan đồ sư gần xong chưa? Dạ bẩm hoàng hậu, hạ thần đã họa xong bức họa rồi ạ. À, quá, 7 canh giờ. Trời quá. Cuối cùng cũng xong rồi. Dạ đây, mời hoàng hậu. Mai Quý Phi, Tuệ Phi. Dạ. Hai người nhìn coi thế nào. Wow. Đẹp quá. Ta sẽ ban thưởng cho đa tạ hoàng hậu cho họa sư. Đội ơn hoàng hậu. Bổ cung rất thích. Hoàng hậu quả thật quốc sắc thiên hương. Dạ đúng vậy. Có kinh kết bảo vệ hoàng hậu. La to vậy má? Hỗn xược. Lã công công, lương thị vệ, các ngươi đâu? Thì cung cấp hoàng hậu. Ủa? Hả? Lã huynh, trời ơi, lương huynh, sao các ngươi trên đó vậy? À, sao vậy? Hoàng hậu chờ chúng thời một tí. Ủa một phải lương huynh, đỡ ta xuống. Xuống đi huynh, cô để đây. Xuống đi huynh. Trời ơi, huynh ơi, lương huynh. Buông ra đi lương huynh. Cái gì vậy? Hoàng hậu. Sao các ngươi lên trên đó? Đây là đâu? Nè, hoàng hậu có sao không? Hoàng hậu có sao không? Hồi nãy con hai ả nô tỳ họ đang làm cái gì ta đó? To gan, nô tỳ rồi dám làm gì hoàng hậu ở đây chứ? Bổn cung cảm thấy mệt. Lã công công. Dạ. Hồi cung. Hoàng hậu à, đường về cung là đường nào? Nô tỳ đứng lại. Bò gan, thấy hoàng hậu tại sao không biết quỳ xuống mà thỉnh an hả? Đồ điên hỗn lắm. Lương thị vệ có thật? Chết ngươi. Nè nô tỳ, ngươi thuộc cung nào? Ta thuộc cung bò cà. Cung bò cà. Lã công công. Dạ. Trong cung của mình có cung bò cạp à? Thưa hoàng hậu, cung mới nhất chúng ta vừa xây dựng xong đó là cung bò cung, không hề có cung bò cạp. Nô tỳ cho ta hỏi, nơi đây là châu nào, huyện nào, do quan huyện nào cai trị hả? Đây là công viên,
sáng sớm đã gặp đồ điên. Thưa hoàng hậu, những vị thần nghe được thì đây chính là huyện Công Viên. Huyện Công Viên? Theo trí nhớ của hạ thần thì đất nước chúng ta không hề có huyện nào phải là huyện Công Viên cả. Không lẽ trời cương gió lạ, vậy là có khi nào như vậy là chúng chết rồi. Trời ơi, lạc rồi. Vậy là ở đâu? Thôi, Lã Công Công. Dạ. Lương thị vệ. Dạ. Hai ngươi đang làm cái gì vậy? Lạc rồi hoàng hậu ơi. Một người là tổng quản thái giám trong cung, một người là thị vệ võ công cao cường. Đụng chuyện chút xíu, làm cái gì mà hốt hoảng lên? Các ngươi hãy bình tĩnh cho bổn cung. Chị không biết bây giờ hoàng hậu có cao kiến gì không? Lương thị vệ hỏi thừa. Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu đã bình tĩnh như vậy, chắc chắn hoàng hậu đã có diệu kế. Hoàng hậu, cho nô tài hỏi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Bổn cung lạc rồi. Một lòng nào sẽ mãi yêu ta trọn đời, một dạ hứa với ta người ơi. Sao có mắt môi ai phai phôi thì ta vẫn luôn đợi chờ. Phong ba đời ta đôi khi cách xa, bao phiêu tình vong chia đôi chúng ta. Ngàn chờ cho ta chạy theo với, xuyên qua màn đêm tối. Ơi nàng ơi, có hay khi cùng tên nhắm ngay đời ta, dù cho nơi hoàng cung gian dối, chẳng ai có thể làm thay đổi vì tâm tư đã vương một người. Ủa mọi làm như vậy? Chắc bao nhiêu số trong mình hả? Bao nhiêu số mà đầu tư hoành tráng vậy luôn hả? Ôi. Sao mà cạnh tranh kiệt? Đúng rồi, đi mấy số đẹp. Hết hồn ông nội. Giỡn hoài. Thế căng quá. Xe đoàn đâu? Nói cái gì vậy? Xe đoàn phim đâu? Thôi mà đừng giỡn mà. Hôm qua ông chủ nhiệm tới đây ông nói rồi. Sáng tới đây ông lấy bối cảnh để ông quay phim nè. Tất cả đang nói điều chi vậy? Dạ, tôi đang nói quay phim. Diễn sâu bà cố luôn mấy ông nội. Thôi, ăn uống gì kêu đi, tôi làm cho. Tôi biết tôi tiểu nhị hay vậy? Ngươi là tiểu nhị thì ta gọi ngươi là tiểu nhị. Cha chủ nhiệm nhiều chuyện ghê luôn á. Hôm qua đưa tờ giấy chứng minh cho ông coi. Trời ơi, tên Nguyễn Tiểu Nhị đi bán quán nước là đính hợp lý quá trời. Vậy bây giờ đi nói tùm lum trong đầu phim luôn. Thôi, ăn uống gì? Nói đi tôi làm. Lạ Công Công. Dạ. Bổn cung đói. Ngươi nghe gì chưa? Hoàng hậu đang đói. Ở đây có món gì ngon nhất, cao lương mỹ vị nhất, hãy đem ra đây. Nói chuyện bình thường thì nói rặn nghe thấy ghê quá. Không, nói thiệt chứ, ông Hải tôi cũng mê nghệ sĩ lắm. Bà nội tôi ngày xưa cũng là nghệ sĩ mà. Trời ơi, coi quá đẹp dễ sợ. Ui da gì vậy? Ê, không có, tôi chỉ thôi mà đâu có cần mấy cái hải như cái gì. To gan. Lã Công Công. Dạ. Đưa thì về. Dạ. Chết. Thôi. Cái gì căng vậy? Không thích thì thôi. Trời, tôi đâu có biết là mấy người không thích chỉ trỏ vậy đâu. Thôi được rồi, ăn cái gì nói tôi bán. Ta nói rồi, ở đây món gì ngon nhất hãy đem ra. Được rồi. Ngồi đi, ngồi chơi nha. Tới rồi. Đây. Sáng nghe nói đoàn phim xuống chưa đi chợ kịp. Không dám bỏ đi, phải đứng chực á. Còn có ba mì với lại trứng. Cao lương mỹ vị rồi đó. Món này là mì trứng. Đúng vậy. Tên nghe có vẻ kiêu sa đó. Kiêu sa lắm á, món này. Khoan đã, hoàng hậu. Không phải, ông ăn gì ông kêu đi rồi tôi làm cho ông luôn. Tránh sang một bên. Hoàng hậu, nơi này là đất khách quê người, xin hoàng hậu hãy cẩn thận.
ông nói không, ông không ăn rồi ăn như chết đói vậy trời. Sao Lã Công Công? Thưa hoàng hậu, hiện thời chưa có gì, nhưng để chắc chắn, hay là để Lương thị về dùng thử. Vì sức khỏe của hoàng hậu, thần có lao thân này cũng không xa gì. Hai ông chết đói hết. Thưa hoàng hậu, quả thực là không có độc. Mời hoàng hậu dùng. To gan. Dạ. Bụng cung chưa ăn mà nghi ăn hết. Trời ơi, lương thiện vậy. Đói thì nói tôi nấu thêm cho. Trời ơi, ba người này tập tuồng gì mà tập sâu dữ vậy trời. Câm mồm, đi ngay vào ngự thiện phòng, làm ngay cho hoàng hậu một tô mì trứng bỏ nhiều mì. Khoan đã, ta nghi ngờ ba người không phải là một nghệ sĩ bình thường. Ba người có phải là ba ngôi sao hiện tại bây giờ hay không vậy? Ba người diễn rất là sâu luôn á. Nói nghe nè, ăn mì rồi trứng rồi có thêm hành ngò vô, ông nói một lần luôn đi chứ bưng ra bưng vô mất công lắm. Tôi làm y như vậy cho hoàng hậu dùng. Không. Tiểu nhị, một tô mì ba trứng. Hả? Trời, chị hậu ăn dữ vậy chị hậu? Hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ. Thôi biết rồi, anh Công với anh Vệ có ăn không? Chúng ta không cần ăn uống gì hết. Rồi rồi rồi, một tô mì ba trứng có liền. Lạ Công Công. Dạ. Công nhận mì trứng ở đây rất là ngon. Rất ngon phải không Hoàng hậu? Dạ, nó rất lạ so với hậu cung của chúng ta. Không 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 phải là lạ đâu à, chị hậu. Tại vì trứng chị hậu ăn sống mà. Nó bị quện á, tôi cản không được á chị hậu. Hoàng hậu, lần đầu tiên tôi thấy một người ăn trứng gà như là ăn ổ vậy trời. Cắn cái trứng xong rồi nuốt luôn à. Không sao không sao, bổn cung không sao. Chắc có lẽ là do bổn cung no quá. Giỏi lắm, ngươi đã làm cho hoàng hậu rất vừa ý. Lã Công Công. Dạ. Ban thưởng. Tính tiền mà kêu ban thưởng mà. À, 30. Không cần, không cần. Cầm lấy. Máy đâu? Quýnh Đại đang nói gì vậy? Máy quay phim đâu? Mình đang đóng phim đúng không? Đang đóng phim hả? Ngươi đang nói gì vậy? Đang đóng phim hay gì? Để tôi biết tôi diễn. Đóng phim là cái gì? Quay phim á. Quay phim là cái gì? Truyền hình thực tế đúng không? Quay truyền hình thực tế đúng không? Quỳnh Đài nói gì thật sự tại hả? Không hiểu. Thôi. Ba người làm gì thực sự nãy giờ tôi cũng không hiểu. Thôi nói tóm lại, đừng thấy sang mà bắt hoàng làm họ. Hoàng hậu chúng ta hồi. Ê, khoan đã. Ba nghệ sĩ à? Mình là nghệ sĩ đừng nên ăn giật như vậy chứ. Ăn giật cái gì? Cái này là tính bằng tiền chứ, đưa tôi một cục này rồi là làm sao? Đã đưa mới một thỏi vàng rồi, còn muốn gì nữa? Ồ, nếu như đây không phải là quay phim thì ba nghệ sĩ này là ba nghệ sĩ ăn giật. Tôi chỉ lấy tiền, không lấy vàng. Ba chỉ có vàng, không biết cái kia. Ê đừng giỡn nha, 270 ngàn. Đưa cục này là tao vọng vô mặt mày đó nha. Từ to ra. Ngươi dám? Đã cho ngươi nhiều rồi còn kiếm chuyện hả? Được. Ba đứa bay giật tiền của tao còn hỏi tao dám hay không mà. Tao đưa ba đứa bay lên phường với ba cái bộ dạng này, ba đứa mày ngồi trên phường thì coi tụi mày dám hay không? Lên phường. Chứ gì nữa? Phường nào dám xử chúng ta? Phường Tân Phong, quận 7. Lã Công Công. 270 ngàn, trả đây. Bây giờ làm sao? Lương thì vậy, bây giờ làm sao? Quỳnh Đại, bây giờ thật sự chúng ta phải làm sao? Trả tiền chứ làm sao? Lã Công Công, Lương thị vệ có hả? Có nô tài. Chạy đi. Một, hai. Quỳnh Đại nhìn kia. Ê. Giỡn ngay với tôi ha.
Tôi gặp chủ nhiệm tôi lấy gấp đôi nghe chưa? Đừng có giỡn với tôi kiểu đó. Thức quá mà. Lạ công công. Thứ lỗ hoàng hậu. Cái tên đầu bự đó đúng là một kẻ hung hăng. Thần có trả cho một nén bạc, vậy mà làm như mình ăn giật vậy đó. Bổn cung sống từng tuổi này chưa bao giờ ai đuổi bổn cung. Bổn cung cũng rất là tức giận, thật là to gan. Rồi bây giờ các ngươi đưa bổn cung đi đâu vậy? Hoàng hậu à, thú thật thì đi đâu thần cũng không biết. Nhưng thần nghĩ chúng ta cứ sải bước đều, hy vọng phía trước mặt sẽ có một vị tráng sĩ nào đó đứng chờ chúng ta. Kìa, mây đen đã kéo tới mờ mịt. Thần nghĩ là hoàng hậu nên nép vào trong, vì thần không muốn hoàng hậu bị cảm lạnh. Dạ, hoàng hậu sức khỏe người đang yếu. Hay là mình hãy di chuyển thật nhanh, tìm chỗ trú mưa đi hoàng hậu. Bổn cung nghĩ mình nên như vậy. Đi thôi, nào, dẫn đường. Nhanh lên lại công công. Nhanh lên hoàng hậu. Hoàng hậu à, còn xa lắm, nhanh lên hoàng hậu. Hoàng hậu à, trời đã sắp mưa rồi, chúng ta có thể nhanh hơn không? Lã công công. Dạ. Nhanh lên. Là lỗi của thần á. Ừ. Dạ dạ. Nhanh lên, di chuyển nhanh lên. Trời sắp mưa rồi, Lã công công. Dạ dạ, thần có đi nhanh mà. Nhanh lên. Đang đi nhanh nè. Hoàng hậu ơi, nhanh lên. Bổn cung đang rất nhanh. Hoàng hậu à, trời sắp mưa rồi, hoàng hậu nép vô đây đỡ đi à. Nếu thì vậy, ông có bị điên không? Hoàng hậu thân thế như thế nào mà dắt mấy cái chỗ dơ dai bẩn thỉu này để trú mưa hả? Là công công mà nhìn đi, ngoài trời thì mây đen kéo tới. Bây giờ nếu hoàng hậu không vô đây thì ông nghĩ đi đâu? Thà để hoàng hậu đứng ngoài mưa ướt bệnh, để hoàng hậu mất danh dự. Ông dám? Tôi cấm ông dắt hoàng hậu vô đây đó. Ông dám cấm? Cấm không? Cấm không? Ôi, đủ rồi. Bổn cung đang rất là mệt mỏi. Giờ phút này rồi mà các ngươi còn gây gổ nhau để làm gì? Nhưng mà hoàng hậu... Lã công công, có phải là cho dù ta đứng ngoài mưa bệnh chết cũng không được vào chốn này hay không? Theo ý của hạ thần phải là như vậy để giữ sự thanh cao. Lương thị về. Có hạ thần. Đánh. Đau. Lã công công, dám mưu sát bổn cung à? Giờ phút này giờ phút nào rồi? Có chỗ chú mưa là mừng lắm rồi. Đi vô đi. Mời hoàng hậu. Chứ không sẽ không kịp đâu hoàng hậu à. Dạ, hạ thần xin ý kiến hoàng hậu. Nha, dừng lại. Tên hành khất kia, ngươi đang làm gì vậy? Quả ta đoán không sai mà. Chỉ có những người thời xa xưa mới gọi ăn mày là hành khất. Dạ, xin ý kiến Lã công công và Lương thị về. Hả? Lão tiên sinh, ngươi là ai mà biết thân phận của bọn ta? Dạ, thần là bản nhãn thám hoa Trạng Nguyên Bạch công tử. Trời, thì ra đây là Bạch Trạng Nguyên. Dạ. Người Trạng Nguyên trong truyền thuyết đó hoàng hậu à. 50 tuổi mà đủ Trạng Nguyên. Nhưng tại sao nhà nhận chức, ngươi lại không lên nhận chức? Dạ, thần có đi nhậm chức đó chứ. Bà không hiểu cô hồn cắt đảng hay là ma xui quỷ khiến. Tự nhiên có cơn lốc thổi tới, rồi thần bất tỉnh. Khi thức dậy thần thấy thần đang ở dưới trần gian. Lại là một cơn lốc. Dạ, gặp nhau là một kỳ duyên. Dạ, xin mời hoàng hậu vào trong tệ cầu an tọa. Tệ cầu là gì? Dạ, người ta có nhà gọi là tệ xá, còn thần ở dưới gặp cầu gọi là tệ cầu. À, dạ, xin mời hoàng hậu. Ủa, tới rồi hả? Dạ, tới rồi. Dạ, sau lưng hoàng hậu. Wow, Lã công công. Dạ. Ngươi hãy nhìn đi, Lương thị vệ có thấy gì hay không? Một chiếc ghế bằng ngà voi thưa hoàng hậu. Đúng rồi, Lã công công, nhìn cái ghế này cho kỹ, rồi khi mà trở về hoàng cung nói mọi người làm cái ghế này cho ta thật là đặc sắc. Dạ dạ dạ, mời hoàng hậu. Dạ hoàng hậu. Dạ hoàng hậu, có ngồi thì ngồi, dạ đừng có đụng vô đúc này, nước nó xả đó à. Còn cái ghế này ghế tự động nữa à? Dạ dạ, hay lắm. Thời này có nhiều cái hay ho vậy. Dạ, thời hiện đại này có nhiều cái hay lắm. Thần ở đây á, chọn cái nghề ăn mài. Ăn mài. Ăn mài có nghĩa là... Dạ, là cái nghề hành khất đó à.
Nè lão tiên sinh. Dạ. Nếu như mà ngươi thấy ổn thì có thể hướng nghiệp cho chúng ta chứ. Thần thấy hoàng hậu chắc làm không được. Ta bổn cung không có năng khiếu à. Dạ, năng khiếu của anh mài là bẩm sinh à. Dạ, chỉ cần diễn tí xíu là có thể mình làm được rồi. Nhưng mà hoàng hậu sang trọng quá, hoàng hậu đẹp đẽ quá. Hơn nữa hoàng hậu còn có cả gia tài trên người mà. Có thể mình bán những cái trâm cài lược chắc, bán những cái mũ mão của mình. Lúc đó mình đổi ra năng lượng. Ê, tiền đó à, ở thời hiện đại này gọi là tiền đó. Mình có tiền rồi mình sẽ đi thuê một căn hộ, mình an cư lạc nghiệp xong ta xui đâu đó rồi á. Lúc đó thần sẽ đi thám thính địa bàn, thấy địa bàn nào thuận lợi thần sẽ giới thiệu hoàng hậu đi làm ăn mài à. Mà lão tiên sinh cho ta hỏi. Dạ. Căn hộ là gì? Dạ căn hộ là một cái căn nhà nó giống như là cung điện của mình vậy đó à. Đầy đủ tiện nghi hết à. Ở trong có cái ghế này luôn. Dạ. À vậy dạ, có nhiều ghế. Dạ. Ta rất là thích cái ghế này. Dạ. Bây giờ bổn cung chỉ cần bán những cái thứ này là dạ, có thể có cái ghế này rồi. Dạ đúng vậy à. Mà khoan đã. Dạ. Bổn cung thiết nghĩ nếu như mình đã thuê được nhà rồi, mình đã bán trang sức, mình đã có tiền rồi, thì mắc mớ gì theo lão ăn mày này. Lão tiên sinh cáo từ. Dạ. Mời hoàng hậu. Hoàng hậu. Đi đâu vậy? Đoàn phim Thạch Tấn Mũi quay bên kia. Bên khu A, ở đây khu B. Ngươi là ai? Tại sao dám cản đường của bổn cung? Security. Ngươi đi về. Chết. Được. Ê! Cho ba người hỗ trợ. Huynh đệ, mong huynh đệ hãy bình tĩnh và cẩn trọng với lời nói của mình. Ngươi quay diễn dữ vậy mấy bà? Đoàn phim bên kia kìa. Cái tên lính canh sức thược này. Hoàng hậu, bây giờ tính sao? Chết. Được. Ba người hỗ trợ. Trần Lung, hoàng hậu hãy để cho thần giải quyết chuyện này. Quân đài à, thật sự thì chúng tôi đến đây không muốn gây chuyện. Chúng tôi đến đây chỉ muốn hỏi quân đài là chúng tôi muốn tìm một khách điếm để tá túc qua đêm nay. Biết rồi. Không, ở đây không có khách điếm mà không có à? Ở đây đàng hoàng lắm, không có mấy cái vụ đó đâu. Là không, khách điếm là mấy cái chỗ mà để cho ta tá túc ngủ qua đêm á. À, tưởng vụ kia. À, cái đó là trong phim đúng không? Đang thoại trong phim đúng không? Bên kia. Đây, ở đây căn hộ ở Bắc Bình. Căn hộ. Đúng rồi, Lã Công Công. Khi nãy ta có nghe lão hành khất nói là ở đây có cái apartment. Đúng rồi. Ta muốn cái apartment. Hoàng hậu anh minh, hoàng hậu sáng suốt. Theo chủ nhiệm đoàn phim á, liên hệ với bên ban quản lý á, với tôi bảo vệ. Chủ nhiệm? Không giải quyết được. Trong cung mình có người nào tên là chủ nhiệm à? Đại huynh, nếu như huynh đại không nể mặt nhường đường thì đứng chết tay hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nè. Cho ba người hỗ trợ. Ừ, tỉnh lại nè. Có chuyện nhau mà đi. Anh đòi mướn nhà mà làm công trình đó nè. Có chuyện gì vậy? Ta muốn có một cái apartment. Quay phim mệt mướn ở Bắc Minh ngủ. Ừ, bên trong phim Thập Tam Mũi đó. Họ là khách hàng của ta đó. À, mọi người theo tôi. Xin mời. Như vậy là chúng ta được vào à? Mời. Ừ. Cản đường bổn cung không muốn sống à? Trời, nhỏ diễn dữ chưa? Nó tập kỹ quá, nó diễn nó nhừng nhuyễn luôn. Mà sao con nhỏ nó đeo có đồ giả mà giống thiệt ghê trời. Y chang luôn á. Đây là khách hàng của chúng ta. Họ đang cần thuê căn hộ ở đây. Cậu coi chăm sóc và giới thiệu cho họ tự tế nhé. Dạ, cứ để. Mọi người cứ tự nhiên. Đà tạ. Lã Công Công. Dạ. Ban thưởng. Dạ.
em xin chào anh chị. Hiện tại là bên chúng em á còn một căn đầy đủ tiện nghi, 3 phòng ngủ thích hợp với các anh chị. Anh chị thấy sao ạ? Không, theo như bổn cung nghĩ thì nên lấy một căn nào đó một phòng ngủ là được rồi. Hoàng hậu, chắc hoàng hậu đã quên chúng ta có 3 người, một phòng ngủ của chúng thần sao ạ? Các ngươi muốn ngủ à? À không, ta không thể nào ngủ được, ta phải thức để cho hoàng hậu say giấc nồng. Ta là nội trưởng rồi cận vệ, nếu như ta cũng ngủ thì còn ra thể thống gì nữa. Ta sẽ thức để canh cho giấc ngủ của hoàng hậu. Khí phách lắm, người đúng là một chàng hảo hán. Ta đã thức 3 năm nay rồi, ta cũng không thua kém gì người đâu. Cố Hảo huynh đệ, lương gì vậy? Có hạ thật. Người đã thức 3 năm rồi à? Và vì sức khỏe của hoàng hậu thật không tiếc gì. Ông ta yếu lắm rồi hoàng hậu à. Như vậy làm sao được? Vậy thì ngươi nên nghỉ ngơi sớm đi. Ta hoàng hậu. Vậy là tốt rồi, chúng ta mướn 2 phòng. Vẫn còn thần chưa được ngủ mà hoàng hậu à. À, Lã Công Công cũng muốn ngủ hả? À? Dạ, 4 năm nay thần chưa ngủ. Chà, nếu như vậy thì mình lấy 3 phòng ngủ vậy. Dạ. Dạ, vậy thì quá tốt. Mời các anh chị theo em. Mời. Mà nghe bà hỏi nè. Dạ. Tại sao các ngươi không ngủ đi? Ban đêm người ta ngủ thì các ngươi làm gì? Thần không thể nào ngủ được. Thần phải kinh hoàng hậu ngủ cho hoàng hậu sai giấc nào. Không thể nào ngủ được, đó là trách nhiệm của thần. Các ngươi có biết thức đêm như vậy là hại sức khỏe hay không? Vì an toàn của hoàng hậu, dù có hao tốt sức khỏe thần cũng chấp nhận mà. Mai mốt ta ngủ thì cứ mặc ta. Dạ. Yeah. Còn các ngươi cứ đứng canh đi. Không sao đâu, dù sao cũng thức 3 năm rồi mà. Không chết đâu mà sợ. Dạ. Yeah. Yeah. Là lấp lánh nét môi trắng nghiêng trầm trầm, chẳng hay tâm hồn đang trốn nào. Người đến khiến bức tranh sắc son muôn màu, là đây nơi hoàng hậu giá lâm. Mọi thứ đã an toàn, xin mời hoàng hậu. Nơi đây cũng rất đẹp. Dạ. Yeah. Bổn cung rất thích. Dạ dạ, mời hoàng hậu an tọa. Lã Công Công. Dạ. Ta vẫn không thích cái ghế này. Ta vẫn thích cái ghế nhà voi hơn. Ghế nhà voi lúc nãy à? Đúng vậy. Lương thị vệ. Có thả thật. Ta nghe nói trong đây có ghế nhà voi, ngươi đi tìm cho ta. Thật trùng hợp, thần vừa tìm thấy rất nhiều ghế nhà voi trong căn nhà này. Nếu như vậy thì quả là phước cho thiên hạ, cho ba tánh này là đúng là nhờ hồng phước của hoàng hậu à. Dạ. Bổn cung rất thích, ở đâu? Mời hoàng hậu. À, hoàng hậu đi cẩn thận à. Dạ, xin mời hoàng hậu. Lương thị vệ. Có hạ thần. Người có thấy gì hay không? Bổn cung thấy là cái ghế ngà voi này đẹp hơn của lão hành khất. Đó là tất cả là nhờ học ân của hoàng hậu. Để ta thử xem. À, thật lễ quá. Dạ, thật lễ, thật lễ. Ừ. Nhìn hoàng hậu thật là lộng lẫy. Rất là thoải mái. Ta xin giới thiệu, ta là Lã Công Công. Hôm nay ta cùng với hoàng hậu và lương thị vệ đến đây để xin tá túc vài ngày. Xin cảm ơn. Để cho Lã Công Công xem mới được. Lã Công Công. Lã Công Công. Dạ. Vị trí này phải dành cho hoàng hậu. Chúc mừng hoàng hậu. À, lương thị vệ, đi ra ngoài kia tiếp khách giùm ta. Bằng hữu nào lại tới giờ này? Một vị khách rất bất ngờ xuất hiện, ta không thể nào trở tay kịp. Được, Lã Công Công cứ để cho tôi. Cảm ơn huynh. Thần cáo lui. Ừ.
Các vị huynh đài bình tĩnh. Ta chính là bằng hữu của Lã Công Công đây. Lã Công Công? Dạ. Bổn cung nghe nói là ở cái căn hộ này tới 3 phòng lận. Chính xác là 3 khuê phòng thưa hoàng hậu. Nếu như vậy thì ta chọn cái phòng này. Hoàng hậu thanh minh, hoàng hậu sáng suốt vô cùng. Căn phòng này thần cảm thấy phong thủy rất tốt thưa hoàng hậu. Ừ. Dạ, thần sẽ sắp xếp. Ừ. Nhưng hoàng hậu à, chị thần gì? Nhớ không lầm thì cái lão hành khất mà ta vừa gặp lúc nãy nói là trong chiếc ghế này có thể sản sinh ra nước đó thưa hoàng hậu. Nước ở đâu? Thần nghĩ là chiếc nút. Bổn cung không nghĩ như vậy. Mời hoàng hậu. Các vị huynh đài, bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà. Tiếng nước chảy, tiếng nước chảy. Bổn cung cũng nghe tiếng nước chảy. Có quyền cơ chứ hoàng hậu. Chuyện nước ở đâu? Hoàng hậu, có một căn phòng bí mật. Mở ra cho bổn cung. Hoàng hậu có thể bấm lại được không? Lã Công Công, ta thấy nước kìa. Đất nước này thật là diệu kỳ. Hoàng hậu có thể là nước chảy một lần nữa. Hoàng hậu là người được chọn, Bổn cung được trời chọn. Dạ. Cai trị cái ghế ngà dối này. Dạ đúng vậy, chứ đâu phải ai nhấn chiếc nút này nước cũng chảy đâu thưa hoàng hậu. Ta rất thích. Hoàng hậu à, hãy nhìn dòng nước diệu kỳ kìa, như thật là trong lành. Tại sao ta không dùng nó để rửa tay và dùng một ít nước thần kỳ này để làm cho khuôn mặt mình trở nên sáng sủa hơn? Lã Công Công, khi về hậu cung ta sẽ khen thưởng cho nhà ngươi. Dạ, đa tạ hoàng hậu. Để ta thử. Nào nè. Các huynh đài, Lã Công Công. Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Bạn hữu của ngài có chuyện rồi kìa. Các huynh đài hãy bình tĩnh lại. Trời ơi, không được đánh nhau. Có hoàng hậu ở đây, tại sao các ngươi lại dám như vậy? Nhưng ta lại không được đánh nhau. Các ngươi là ai? To gan ở đây gây rối à? Lương thì vậy? Khó hả thần? Chém. Hey! Hoàng hậu không cần phải giận dữ, tất cả bọn họ đã dừng lại rồi. Nhờ thánh quy của hoàng hậu. Ây chà, tụ tập đánh lộn không được rồi, bây giờ mới đãi yến tiệc cho chúng ta này Công Công. Bổn cung nhìn rất là ngon. Dạ, vậy thì mời hoàng hậu nhập tiệc. Mời hoàng hậu. Cảm ơn các huynh đài. Các huynh đài. Bổn cung muốn ăn món này. Các huynh đài. Nè. Các huynh đài, tại sao đoán không được vậy? Các huynh đài, các ngươi to gan. Chết. Dạ. Thơm lắm, bổn cung rất thích. Nhưng mà cái này người ở đây sử dụng làm cái gì ta? Thơm như vậy chỉ có tắm thôi. Chẳng hay tâm hồn đang trốn nào,
người đến khiến bức tranh sắc son muôn màu, là đây nơi hoàng hậu giá lâm. Mùi gì mà thơm quá vậy? Mùi gì mà thơm quá vậy? Lã Công Công. Hoàng hậu. Thơm không? Thơm quá hoàng hậu à. Đây nè, ta không ngờ là cái thời này người ta sử dụng cái này tắm rất là thơm, mà thơm mùi cỏ hoa nữa, ta rất thích. Cung hỷ chúc mừng hoàng hậu. Ông trời đã ban nó cho hoàng hậu. Bán ông trời không? Muốn hoàng hậu sử dụng nên đâu phải ngẫu nhiên mà hai thứ đều màu hồng. Hoàng hậu màu đồ hồng, cha thì cũng màu hồng ý trời. Hoàng hậu à, nhưng theo thần biết á, cái chai này là dùng để giặt y phục chứ không phải để tắm rửa cơ thể. Thật sao? Dạ. Hình như là hoàng hậu định tắm đúng không? Không, ta định giặt y phục đó chứ. Chà, có một bộ mà ngâm cả bồn như vậy à? Tại vì đồ giải nhiều mà. Dạ. Mà khoan đã, Lã Công Công à? Dạ. Tại sao ngươi lại biết cái này là nước giặt y phục? Dạ chẳng giấu gì hoàng hậu, lúc nãy bọn người kia đã không cho chúng ta ăn uống, chọc quê chúng ta. Thần và Lương Thị Vệ đành nổi giận lôi đình, quở trách bọn họ. Và bọn họ đã đền đáp lại bằng cách hướng dẫn cho chúng thần rất nhiều thông tin. Và đây là một trong những thông tin đó. À thì ra là vậy. Dạ. Lã Công Công. Dạ. Dẫn ta đến đó ta gặp và khen thưởng bọn họ. Dạ. Em hỏi cái hả? Mấy người hôm bữa đó, người ta giống như bị bệnh hay gì, mới đầu tưởng diễn xuất, ai ngờ còn biến đi mà cũng cho mướn nhà chi vậy anh? Chú vẫn còn bực cái chuyện hôm bữa à? Bực chứ, cái mặt nhỏ khó ưa, nó làm như nó bà nội vậy. Chúng ta đâu cũng vậy chứ. Chú thấy sao chứ, chú thấy mấy người đó dễ thương nè. Dễ thương gì, mỗi lần gặp là sợ. Đó. Cho ba người hỗ trợ. Nó đi phải vuông góc lắm thì nha. Nhìn gì? Muốn chết? Mở cửa. Cung tiễn hoàng hậu. Như vậy. Vô. Nhỏ này diễn mỗi ngày luôn á chàng, không thấy mệt. Chứ tôi thấy mệt rồi đó. Con thấy dễ thương mà. Dễ thương gì đâu. Kệ người ta đi, chú làm việc đi. Là lớp nơi nét bút trắng nghiêng trơn trần, chẳng hay tâm hồn đang trốn nào. Người đến khiến bức tranh sắc son muôn màu, là đây